Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của... Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của nghệ sĩ Đức Tiến, bà xã lên tiếng vì lý do thực sự khiến chồng qua đời. Sau khi nghệ sĩ Đức Tiến qua đời, bà xã Bình Phương cũng gặp nhiều khó khăn vì mất đi trụ cột trong gia đình. Thời gian vừa qua, cô duy trì về việc cập nhật thông tin trên mạng xã hội về cuộc sống đời thường hàng ngày bên con gái. Trung tuần tháng 5 2024, diễn viên siêu mẫu Đức Tiến đã đột ngột qua đời khi đang chuyến công tác tại một bang ở nước Mỹ. Trước khi mất, anh không có biểu hiện bất thường vì sức khỏe. Tuy nhiên, theo video clip được lan truyền trên mạng xã hội thì anh bất ngờ gục xuống khi đang ngồi mù mịt. Tuy được bạn bè có mặt tại đó kịp thời đưa vào bệnh viện đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi. Thông tin về sự qua đời của Đức Tiến khiến người thân, bạn bè và khán giả không khỏi bàng hoàng. Mới đây vợ Đức Tiến, Hoa hậu Bình Phương đã chính thức lên tiếng để bảo vệ danh dự cho chồng và gia đình. Cụ thể lời trên báo, cô viết: gia đình vừa nhận kết quả pháp y từ cơ quan có thẩm quyền. Cô phủ nhận chồng sử dụng thuốc và chất kích thích trước khi qua đời. Nam diễn viên mất là do bệnh động mạch vành. Chúng tôi vừa nhận kết quả giám định pháp y hôm ngày 19 tháng 7. Họ kết luận anh Tiến mất vì bệnh động mạch vành. Ngoài ra anh không sử dụng thuốc hay chất kích thích nào trong ngày hôm đó, vợ Đức Tiến nói. Vợ Đức Tiến nói thêm, có 80% cholesterol bị nghẹt lại ở trong van tim của chồng. Bệnh tim mạch vành là một trong những bệnh tim phổ biến. Một vài thành viên trong gia đình nam diễn viên từng mắc tim bẩm sinh. Việc làm các kiểm tra pháp y và quy định của cảnh sát ở khu vực của Đức Tiến sinh sống, Bình Phương đã tuân thủ để làm rõ về cái chết của chồng mình. Bác sĩ giải thích bệnh động mạch vành là một trong những bệnh tim phổ biến, hình thành khi các mảng lắng đọng chất béo gọi là mảng xơ vữa tích tụ trong mạch máu truyền máu và oxy đến cho tim. Theo thời gian, các mạch máu này được gọi là động mạch bị thu hẹp lại và làm giảm lưu lượng máu đến tim và cuối cùng có thể dẫn đến suy giảm chức năng tim. Trường hợp của Đức Tiến, Bình Phương nói, van tim của anh Tiến đã bị nghẹt khoảng 80% do cholesterol. Trước đó, chị gái, cố nghệ sĩ cũng tiết lộ anh và một số thành viên trong gia đình mắc tim bẩm sinh. Bình Phương cho biết, giám định pháp y kiểm tra nguyên nhân tử vong là quy định ở Mỹ đối với trường hợp đột tử nơi đông người hoặc có dấu hiệu bất thường. Các công dân Mỹ dưới 25 tuổi mất là không phải vì tai nạn bệnh tật. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành trong quá trình mà không cần sự đồng ý của gia đình. Khi đưa Đức Tiến vào bệnh viện, Bình Phương điền tờ khai chồng cô khám sức khỏe tổng quát lần cuối vào tháng 12/2023 và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại California. Cho đó họ chủ động thực hiện các thủ tục để đảm bảo quyền lợi cho anh và giúp gia đình có thông tin rõ ràng về sự ra đi này.